thời này á, là Phật Thích Ca ngồi cội bồ đề mà khóc là cũng là do cái vấn đề đó, đã nói không theo màu sắc và âm thanh. Mà thời nay á, chúng sanh đã không bao giờ học, đó là cha với mẹ các chư Phật cũng rất là nhức đầu. Cho chư phụ là người duy nhất ở cái cõi Ta Bà này trên 8 tỷ người, lộ cơ hết, lộ những chuyện siêu nhiên hết, lộ thân thế là hết, mà những vị hòa thượng hoặc là những nhà tâm linh siêu luôn á, khi họ thần thông hay là họ là những người không phải là mọi người, dầu cho bất cứ những cái môn phái tà nào cũng vậy, nhiều lúc con đi ngoài đường á, lúc đó quỷ nó hiện ra người, nó cũng có thể làm bạn với con, đi chung xe con, họ cũng đi bình thường, họ quá thân rồi, họ đi tới họ biết, cũng có ở Việt Nam có những cái linh cái như vậy, họ cũng không có dám xưng hôn. Tại sao là bề trên cho sư phụ làm gì? Là mục đích là thuốc đắng dạ tập, cuối cùng thuốc đắng cũng chưa có giải hết cái tật của chúng sanh thời nay, vì tâm trí họ luôn mờ, họ chỉ chạy theo tiền tài vật chất, tham sân si và những cái học vấn trong cuốn sách, họ không bao giờ họ hiểu là ở một không gian, ở một cái địa điểm, lúc nào nhân loại chúng ta cũng đều sống song song với những thế giới vô hình, giống như đây cũng vậy. Mà đăng tác đây đâu phải là mình chỉ có nghe riêng chúng ta đâu. Ngày đầu vô của đọc kinh đó là để cho mấy dòng đứng đó, mấy vị học pháp ở đây, mấy chư thiên ở xuống đây, mẹ nhắn gửi là chúc mừng năm mới chúng ta, đó là thiệt. Thì lúc nào cái gì cũng song song chúng ta, nhưng mà đâu có phải bao nhiêu người trên thế gian này hiểu được cái đó, ít lắm. Phước cho người Việt nghe được tiếng Việt từ miệng sư phụ, nên bữa nay có nhóm đệ tử mặc áo dài hiểu được. Còn bên này con thấy không, cũng cùng một bức tường, cũng cùng âm thanh lọt qua bển, nhưng mà thấy hai dòng nước khác. Qua bên đây là tà, vô đây là trắng. Nhưng mà sáng cái tô ăn ké được cái tô bún ở bên trắng, cho nên tà có quyền qua bển ăn ké. Đó là cà gù gặp bữa nay cũng có. Nhưng mà thật sự ai tránh ai tà thì thật sự không ai tránh ai tà hết, chỉ có cái là ngộ một đời này hay là ngộ đời sau. Nếu mà người biết sợ, các con đang ngồi đây này, làm một thân người, mấy con muốn trở lại làm người không? Ai giơ tay lên, muốn ai làm người trở lại giơ tay lên, muốn tái sanh làm người lại giơ tay lên. Không, tự nhiên giơ thụt xuống là sao? Tức là không muốn về trời, muốn tái sanh làm người lại hả? Tại sao không muốn về trời? Thì cũng đừng có nên giơ tay lên. Mình giơ tay lên tức là mấy vị đây nói ok, mày vào cho cuối giờ chắc gần chết, mà có câu cũng không muốn thằng tại bữa nay giơ tay mấy vị đây chứng hết rồi, ok ở lại về dòng cho lắm, kiếp sau đi bán vé số ở Bến Thành nhé. Ơi hỏi có người một mà giơ tay lên muốn ở chắc có kỳ sau về bán đồ phộng này vé số ở Bến Thành gì. Người ta sợ là muốn là coi như là ai muốn về trời với ta luôn. Ồ, quá trời quay phim mày. Trời, ai cũng muốn về trời chứ. Thật sự là những lúc á, như mấy năm Covid á, tôi ở trong nhà năm mấy hai năm, ở ngoài đi vòng vòng, cái bác do ra đâu có vô hãng gì đâu, điều khiển từ phương xa không, rồi núi cũng bị tụi khao điện hết, cái lúc buồn. Cái cũng thật sự không chưa giờ cái mai của dù rất là strong, không có nản chí bày bạ lắm, nhưng mà nhìn thấy chúng sanh khó độ quá, cái cũng than thở, mà ngồi than thở, vừa than thở xong bắt đầu chị mấy gì về
từ nay ta sẽ bắt mỗi ngày phải nhìn vô cái gương và phải biết mình là ai. Mình là thiên tử con trời, lãnh qua được tất cả hội đồng chư Phật và cha đã chọn là rất là kỹ lưỡng xuống trần để mà làm một cái chuyển pháp, tức là một cái thời cực khổ thành ra một cái thời đại khác, là chỉ có người trời xuống. Phải tự nhắc nhở mình là một cái điều rất là trân trọng và hãnh diện, phải tự hào. Nhưng mà không có phải sống khiêm tốn, đại khái như vậy. Nên từ đó thì mình phải tưng lịnh, là phải nhìn cái gương. Thiên tử bữa nay rinh cầu thêm mấy nét không phải khác. Tại vì mỗi lần mấy vị dạy, tức là điển cho tâm mình á, không bao giờ quên được đâu con. Giống như tổ dạy là thường phải cười á, tự nhiên bây giờ gặp ai cũng cười hết. Tức là mấy vị nói dạy chứ thật sự mấy vị cho cái giống như stem vô trong, bỏ vô một cái lập trình vô trong cơ thể sư phụ vậy. Thiệt á, là làm như chích đúc và vậy. Rồi phải tự mình biết mình là ai, rồi lãnh một nhiệm vụ cao cả mà được tất cả các vị bề trên chọn lọc. Đâu phải ai cũng cái đó, mình phải mấy vị nói mẹ là nói phải gán lên. Thì sư phụ tổ qua Đà Lạt Ban nhà, Đà Lạt Ban ngày kia cũng có về, cũng an ủi. Ô con ngồi nhập thất có 2 tuần, ta là cũ niên diễn bích. Nghĩa là mình nhìn lại tổ, tổ không cho mình có sự so sánh. Tại tổ sợ sư phụ ở trong nhà chút đó, là một mình buồn đồ này nọ chán rồi, sư phụ mới chán. Tại vì sư phụ biết sư phụ ngồi đó là cái chân linh sư phụ được rất là nhiều vị thăm. Có những ông anh ít cái xuống thăm sư phụ lắm, nhưng một năm ông xuống một lần, nhưng mà khi mà ngồi chỗ đó ông cũng lên xuống. Rồi tổ thì cũng ở ngay đó, thì dĩ nhiên có ông Sơn Thần, Vĩ Xích Long, giờ có thêm 2 cột cũng canh trước cửa nữa, thì cũng có đông người vui, đâu có cô đơn gì đâu. Thì chiều nay tối nay thụ vô lại xong chút microphone chuẩn bị về, đổi cái áo này thành cái áo gì ta, áo đó gọi là gì, không phải kiểu Phật tử nha. Sư phụ chê cái mod khác, là mấy đứa có cái hình đó. Không có phải là cái áo chàng, nhưng mà cuộc cái này cái đó mình đã nói mình này. Sư phụ lại sáng hót tờ mặc cái bộ đồ đó, thường mua cũng đặc biệt. Cũng có bà chị chủ trì chùa với tặng. Nên là bữa nay mùng 2 Tết thì gặp được mấy đệ tử với ăn Tết 2 ngày rất là vui. Chắc phải vô ngồi thiền chắc nửa ngày mới clear mấy cây màu xanh màu đỏ màu tím này. Vô trong cái đầu nó số không trở lại, không có suy nghĩ, không có biết chuyện gì ngoài đời hết chứ. Nhưng mà qua cái âm nhạc cái này rồi chắc ít nhất cũng cỡ một ngày. Mà chủ yếu là vô để lại sám hối cho tất cả mọi người ở trên cái hành tinh này. Mà khi mà một chuyện phải lại sám hối là chủ yếu, lại dùm cho Putin mấy nghìn lại, lại dùm cho Kim Jong Un mấy nghìn lại, lại dùm cho Tập Cận Bình, lại dùm cho Biden nữa. Ở mấy ông nội này là cóc nhắn trên trời á, xuống đây nói ổng quậy quá, sư phụ phải lại dùm. Thì cho nên mỗi ngày lại dùm cho ông thằng, sư phụ kêu là thằng luôn á, tại lên trời nó cũng quỳ dưới chân sư phụ à. Tao với chồng tao lại dùm cho mày á, mày ở dưới này mày quậy quá, mày xém chút mày bấm nút này. Không lại nó bấm nút thiệt đó con. Cái thằng mặt nhỏ nhỏ đó, nó có đứa con gái đâu có người kế thừa không, thấy một cái triều đại mà sắp suy tàn đó, là cả thằng con trai cũng không có, cái thằng Kim Jong Un đâu có kế thừa đâu.
chẳng lẽ đưa con gái lên là chủ gì, chủ chủ tịch nước mà là đứa con gái nhỏ đâu có được, độc tài mà. Nó nhồi sọ nó nổi mà ai gặp nó cũng khóc hết, vô lý. Là 5 năm trước phụ có nói dân sẽ lôi đầu nó xuống, sắp sửa rồi đó. Ở bển á, người ta xài tiền vẫn còn là tem phiếu, các con biết vụ tem phiếu không? Hồi xưa đứa nào ở trong này cầm sổ rồi thì xài tem phiếu đi. Một đứa, hai người, ba người. Ủa con mấy tuổi mà con biết vụ này nhỉ? Hồi đó nhỏ lắm nè. Mấy tuổi? Hồi đó khoảng 5-6 tuổi. Làm sao con sắp hàng tem phiếu? Sư phụ mới là đi sắp hàng tem phiếu nè. À, lúc đó còn 10 tuổi con. Cái hồi đó là sư phụ là một tay nuôi cả gia đình đó. Cậu phải leo trèo, leo lên hàng rào sắp hàng, nhưng mà lúc đó con còn nhỏ. Đứa nào mà trên 10 tuổi á, nói cho phụ mới tin. 5 tuổi nó đè hơn chết. Con ở ngoài quê nó đỡ hơn. Mỗi lần mà sắp hàng từ sáng đến chiều luôn mới mua được có miếng bột ngọt hay là cái này nọ nó đồ dùng á. Chỗ nó cực lắm, chứ không phải như mấy con dễ. Bây giờ chỉ còn bấm hai cái cúp cái chút có người ta giao tới nhà thôi. Thời đó sư phụ không bao giờ quên trong cái đầu này. Còn cuốn sổ á là sư phụ phải cột ở trong người nè, nó mà gớt một cái rồi chắc trốn luôn á, và cả nhà chết đói á. Nó không có cuốn sổ đó là không có đi mua, không có lãnh đồ gì được. Thời đó trời nó ám ảnh rồi. Dầu á đâu có đèn điện đâu, phải đi xếp hàng lần cả nửa ngày được cái nửa lít dầu, đốt đèn bọn đêm trong nhà đó. Trời, nước Việt mình nó chưa từng có, sau 75 mình nó thụt lùi giống như thời thượng cổ. Lúc đó mấy này chưa xanh, nó chưa biết ném mùi. Rồi đến năm 78 trời chết đói. Cái đường lộ cho nhà vô phụ á, là đường nhựa đó, thì nó gọi là quốc lộ 1 á. Mà nước nó ngập lên tới đây, vỏ giọt rồi xuồng rồi chạy luôn, thì làm gì có lúa ăn. Trong lúc đó có bao nhiêu gạo lúa chở ra Bắc hết. Dân miền Nam chưa bao giờ chết đói. Đến lúc đó bị hồi mà kể mấy cái này cỡ quạng hết. Còn cái đầu nhớ lại thời chết đói. Tại giờ mình đang sung sướng không? Đang ca lạng uống đồ một đống bánh tét gửi chút mấy đứa sách về nha. Mà hiện giờ Việt Nam á là sắp sửa giống như ban nhạc nãy vô ca đó, chuyện một đêm khuya đó. Để có người chết đói thì tự nhiên cái nhớ lại thời bao cách thời xưa. Đó là miền Nam, còn bị huống hồ chi vô bảo đảm miền Trung miền Bắc đói còn dữ nữa. Đó là tại sao Việt Nam thường có biệt danh là gì không? Kiệt dò điểm. Ở nguyên cái làng nó gọi chú là kiệt dò điểm. Mấy con lên núi hỏi cô Tư, tại chú đâu có ăn, đâu có đồ ăn, đâu nó ốm trụ khủng khiếp, xương không à. Thằng con cái thường bây giờ nó ốm, mà thường còn ốm hơn nó nữa. Xương mà bé xương mà nhìn thấy. Bởi vì giờ về chỗ kiệt dò điểm. Ốp mà cả làng ai cũng đặt cái biệt danh là con có tưởng tượng thử. Cộng lại là thiếu ăn, cộng lại ở nhà đó, câu chuyện ở nhà mình không muốn nói này. Nên thường chỉ có ăn ổi, ăn chuối, mà có những lúc chuối chín ở ngoài vườn mình vô mình ăn thì còn được. Chuối nó sòn sòn ăn cũng đau bụng luôn nữa, mà đói cái gì cũng ăn đó. Lúc nào là chỗ phụ mà có máy cắt máy xe đó là mua khoai ăn rồi á, mà còn đói bụng mà không dám ăn hết, chừa lại củ. Lỡ lúc mà đói quá nó mắt nó mờ á, cũng còn củ hai để mình đi tìm mối mới không. Thì lúc nào cũng trong túi cũng thủ lên khúc khoai vậy. Tức là ví dụ mình có lúc đó được năm đó đúng là năm đồng, năm sen năm cắt gì đó, mua được ba cái ăn, nhưng mà bụng vẫn còn đói nha, là cũng chừa lại cũ. À, thu biết thủ từ nhỏ khôn vậy đó.
Rồi tôi chưa bao giờ được ngủ trong một cái trong cái nhà, cũng không có cái giường nữa. Cái chỗ sư phụ ngủ từ nhỏ tới lớn là cái mái hiên nó giống như vậy nè, nhìn ra đồng ruộng mưa bão và nghĩa địa, phải không? Mà gió nó thổi cũng như thường thường mấy cái nhà dưới quê á, cái mái nó hướng về cái người ta làm cái ba sư phụ làm cái gác, nó không có cửa nẻo gì, chống lỏng à, chỉ lên nằm cái lấy cái mền đắp thôi. Ban đêm mấy con mèo mấy con chuột trụ nó bò vòng vòng, nhà có mùng nó chạy vòng, bữa nào cắn nó mùng chui vô ngủ chung mình là thu ngủ vậy. Mà mấy bữa mưa là nó tạt dưới ướt nhẹp, để nó đâu có gì đâu mà che. Cho nên 513 câu nói là ngủ hiên ngủ sạc là gì. Mà hồi nhỏ đó, những cái mà bây giờ thụ lớn lên thụ kể lại trong gia đình với mấy người bạn nghe nhiều cái. Ban đêm thì ngủ sạp thì đâu phải vô nằm là ngủ một mình, mà lúc nhỏ xíu tuổi cũng buồn, cũng tủi thân đó, không ủa sao không ai thương mình ta. Ban ngày thì không có đồ ăn, ban đêm thì lại ngủ ngoài hiên ngoài sạp như vậy, lỡ như mình đói bụng mà mình trúng gió rồi ai đâu biết mình chết. Hay cũng kệ, trời xanh voi xanh cỏ. Cái thù ngồi nó ngó ngoài đường vậy đó, nó ngó ngoài xa mà cái đồng mà, thì chuối với tre là nó bao qua ba lợi nè. Chơi với bạn bạn của sư phụ là cây lát mà nó phớt qua phớt lại đó, mình cũng nhìn nó cũng vui nữa. Nhưng mà giờ mình là người tâm linh, sư phụ mới biết thật sự là mấy chi vị tạo cái nguồn vui cho mình. Cho nên sư phụ ghiền nhìn mấy cái cây chuối đó, thổi qua thổi lại giống như nhảy đầm, giống mấy con mãi nhảy vậy đó. Thì tới lúc mà năm 2007 sư phụ đi tu á, ở ngoài đó sư phụ cũng thích nhìn cây nó lắc qua lắc lại. Thì hồi nhỏ sư phụ sống gì quen, cái có một lần tự nhiên đang ngồi giống nhìn vậy nè, mà bữa đó không có mưa nha. Sư phụ nhớ buổi đó là tối cỡ 9-10 giờ, thì dưới quê ta ngủ sớm lắm. Rồi trong nhà sư phụ thì dĩ nhiên chiều thì bà cô Tư bà đóng cửa lại, sư phụ đâu có liên lạc vô bên trong nữa. Liên lạc vô sợ cắt cơm nguội thì sao, ở phải gài là chặt lắm. Thì mỗi lần bỏ gài là thấy thất vọng rồi đó. Cái hộ ngồi ngó chỗ thấy mấy cái bụi tre đó nó phóng lửa lên, nó phóng như pháo bông vậy, xẹt xẹt lên. Lúc nhỏ mình đâu có biết gì đâu, y như là pháo bông mà chưa la pho vậy đó. Nó phóng lên mà rất là lâu nha, khoảng 15-20 phút hết cái bụi này phóng lên mà lửa xẹt xẹt xẹt. Cái hộ tưởng nó là cháy nhưng mà thật sự nó không cháy, nó phóng lên cái nửa chừng lên tới cao cao cả này, cái nó tắt, cái nó cứ tiếp tục làm như pháo bông đầu dưới cái bụi tre phóng lên vậy đó. Rồi hết bụi này tới bụi kia mà gần cả mấy tiếng hồ. Mình cũng quyền nhìn nữa, trời ơi ở đây không có chuyện gì vui, bữa nay nhìn thấy pháo bông nữa. Sau này sáng lại hỏi mấy người đó, ủa sao kỳ ta, sao hôm tôi thấy lửa nó xẹp rồi đó, cái đó là cái gì vậy bác? Cái đó hả? Me đó chứ gì. Thì dưới quê là đầu tiên vô hỏi mấy người là ma phải không? Ai cũng nói chỉ có ma mới làm ra được mấy cái đó. Mày nó nói lộ không kịp, con làm gì cũng nói lộ, con thấy rõ ràng nó lâu lắm, cả mấy tiếng hồ nó còn chưa hết ngưng xẹt lửa lên nữa. Thì mấy con Google thử hiện tượng đó là cái gì. Tới ngày hôm nay thầy hụ vẫn quên đời không biết cái đó là cái gì. Thì theo khoa học nó đoán là trong nghĩa địa những cái xác hay gì á, đến lúc chất oxy hay gì á nó phóng lên, đó là thiệt á, y như pháo bông từ trong mấy cái mảng sạc lên, đó là một chuyện ha. Cách đó cũng không bao lâu đây à, tôi cũng đang ngồi tại chiều chưa ngủ thì cũng ngồi lên là ngó. Mà chơi ai giờ, chơi với mấy cái mã màu trắng thì mình dễ thấy, còn mã nào chôn mã đất thì mình đâu có thấy. Còn mấy cái lá chuối mà gặp trăng đó, nó lắc qua lắc lại giống như người đứng múa trước mặt mình vậy đó, không đâu có xa gì đâu, giỏi lắm mình từ đây là mấy cái thùng đó vậy thôi à. Có một lần như hồi thấy nguyên một cái cục màu xanh blue luôn á,
xanh blue chứ không phải màu xanh green nha. Blue ở giữa có cái màu lửa màu đỏ. Bài tới trước mặt. Bài qua bài. Hạ nội màu blue đi qua đi về. Giống như là bây giờ giống như con chơi cái drum gì đó, rồi cái con để cái đèn ấy, nó bay gì đó. Má bay chậm lắm, có ai tới thì bay lui vòng vòng trước mặt thì bập luôn. Nhưng mà muốn tưởng là con bướm bướm mũ mà này đâu giống con bướm bướm, giống con cột lửa bự tròn tròn như là bự bằng trái cam vậy đó. Sau này sáng lại hỏi mấy bác lớn cái đó là gì mà sao hôm con thấy nó cứ bay vòng vòng trước mặt con hoài à. Cái mấy gì mới nói cái đó là ông tà chứ, mà dân Nam kêu ông tà là gì mà cũng chả hiểu ông tà là gì luôn. Cục nó bay vậy đó. Thì nhỏ thì hồi thấy mấy cái đó nhiều lắm, dưới quê á con gặp ma, gặp mấy hiện tượng đó là dễ. Ở Sài Gòn mấy con không có đủ phước để gặp. Đèn điện nhiều quá, còn dưới quê nó có thôi à, cho nên chuyện gì con cũng thấy chứ. Đó là nhỏ thì thấy như vậy. Rồi cái cách chỗ sư phụ ngủ á, nếu bây giờ mà tính ra đó không đầy 700 kiếp. Tại vì cái nhà của cái ông Ba Thời gần đó thì ổng có một đứa con gái chết khoảng 14 tuổi, mà ở khúc ở xóm dưới nhà thầy phụ lại có một thầy pháp, một thầy ba tụ. Vậy mà ổng biết con nhỏ chết chôn trong cái giường nhà đó, cái giường nhà ổng. Vậy mà ổng mò vô ổng đào ổng mộ người ta lên, ổng cắt cái đầu nữa. À, bởi vậy cái đầu của đứa con gái nào còn chinh dưới 18 tuổi là giá trị vô xong. Ông cắt cái đầu á về luyện thiêu lên cái, để trong cái hũ á. Người ta nuôi con nuôi không nuôi, rồi đi nuôi nuôi ma. Có nhiều người nhận hổ vậy. Thì câu chuyện đó ở xóm người ta đồn vậy. Nhưng mà sau này á, cái ông đó ổng chết thì cái con nhỏ đó nó không có chỗ nương tựa, nó đi nó phá cả cái làng luôn. Thì nhà sư phụ là gần cái bên, còn sư phụ là ngủ gần nó nữa. Trời ơi, bây giờ mày không có cái đầu mà tao ngủ gần mày có 700 feet, mà thí dụ như có cái gì, có cái nhà hay là có cái giường gì nó chắn ngang nó thì mình cũng đỡ ớn. Sư phụ chưa biết sợ ma, nhưng mà nghĩ tới con nhỏ mà nó không có đầu mà tới nói chuyện với mình, biết làm sao mình trả lời nó. Mà nó thiệt đó con, biết nó nó không có dám nhát sư phụ nha. Sau này sư phụ hiểu tại sao á, là vì có Xích Long và Long á không có mấy gì theo sư phụ từ nhỏ đó. Thôi sư phụ hả, chết cả ngàn lần với mấy con ma này rồi, nó làm mình chết thiệt được á. Nhưng mà cái bà kế bên, bà nằm mơ bà thấy nó cứ đòi về ăn hoài. Bà Sáu, bà phải cúng cho tôi. Bà Sáu là sát bên nhà sư phụ. Bà phải cúng cho tôi cái đầu heo quay. Rồi, ủa mày có 14 tuổi mày chết linh thiêng mà đoạn heo quay. Vậy mà phải cúng, nó không cúng mà đêm nào bà cũng nằm ngủ, nó về đầu. Người xong là nằm mơ thấy nó cầm cái đầu hoài ở nhà. Như thiệt vậy đó. Ở dưới quê những cái chuyện mà này là rất là bình thường đó. Chuyện ma miền quê của tự nhiên sao kể chuyện ma với này là thầy thơ vụ kể chuyện theo gió, cái đầu là nghiêng như hướng nào mình gió như hướng đó. Thì đó là hồi nhỏ thường sống vậy. Đến khi năm mấy năm 77 78, cái nhà vô nghèo, cái ông thợ mộc ông đi mua 10 con đất ở gọi là Mỹ Lâm, tức là từ ở chợ Gạch Giá về Mỹ Lâm cũng 5-7 cây số vậy thôi. Mà từ tới cái chợ 5 cây số đi bộ vô khoảng 3 cây số nữa, mà đi đường mòn phải qua sông nữa. Thì lúc đó mua trong đó cái cánh đồng dơ dơ vậy đó, để cái chòi,
cái chòi nhỏ xíu à, chừng giỏi lắm là 5 mét vuông à, bằng lá, cái xô ngủ đó. Thì mỗi lần đi thì đi với ba cái hộ, nhưng mà khi ổng về ổng bỏ cái hộ đó một mình à, để mà giữ đất á, sợ ăn vô phá này bán kia. Lúc đó nhiêu 5, 7, 8 cho hộ nhiêu tuổi con tính đi ngủ. Nó có cái bụi tre cách chừng 15 bước à, tính bước là khoảng bảo đảm chứ không tới 20 bước. Tại cái bụi tre nó kêu gọt gọt là hộ nằm ngủ hộ nghe rõ. Mà đêm nào trời cũng nghe tiếng người nói gần trời. Trời ngoài này cánh đồng á, cả gần nửa cây số mới thấy có cái đèn nhỏ xíu. Tức là người ta giữ chòi á, là không có một cái neighbor nào xung quanh hết. Con có la trời cũng không ai tới gần luôn á. Chỗ tôi buồn ngủ gì đó. Xa thiệt là xa, từ đây tới phía quê á, mới có một cái người. Nhưng mà thật sự đồng quan con la lớn thì người ta cũng nghe gian gian quá không. Người ta có chạy lại ít nhất cũng cả nửa tiếng luôn á. Nếu có chồng gì mà làm gì mà tối nào ngủ nghe cũng lồ sồ, mà đêm nào cho bộ cũng bị ma đè. Cổ đè nhiều lúc ha, dựng dãy nó không xúc mồ hôi luôn vậy. Mười mấy tuổi là bị đêm nào cũng bị every night. Cái sao cái mà sao thuộc kể lại cho mấy người nó nghe. Đúng rồi, mày mà không bị đè là cũng ngủ. Nhỏ xíu mà ghen dám ngủ đây. Con đâu có ghen đâu, con nhát lắm. Tại nhà con không có đàn ông. Anh hai con ở Sài Gòn, anh ba con á, thì ổng bị bệnh, ổng không có làm được. Cách phiên con là đàn ông người lớn nhất trong nhà. Thật sự cũng có mười mấy tuổi nhưng mà là cũng như là nam trong nhà vậy đó. Phải gánh nuôi mấy bà chị, nuôi mấy đứa em. Lúc đó thuộc 10 tuổi mà có năm, gần 5 đứa em. Thanh năm 1 với ấy không. Chưa bao giờ nhớ ba má mình hung mình cái nào nữa. Em nói đúng rồi, trời ơi, chỗ đó ha, trận năm 68, cộng sản quốc gia đánh nhau, quân chúng ta đã tiêu diệt được quân Việt Nam Cộng Hòa đó, giết được 30 thằng Việt Cộng ở đó. Đây nè. Làm gì trốn, đào cái lỗ ngay cái bụi tre đó, dồn xuống luôn. Cho nên bây giờ nó về đó, nó bàn chuyện quân sự chứ gì. Mình nghe một cái mình quả không, ngay bụi tre có 30 người chôn ở đó. Sao con không thấy cái mộ? Trời ơi, chôn tập thể là cần nhiều để mộ. Quảng hồn luôn. Có 700 feet không phải. Ê, mấy chục bước à. Tại vì nhà ở đây bước ngay cửa vậy thôi. Mà mình nghĩ nha, con người chết sau này lúc đó thường không có hiểu mấy chuyện tâm linh. Mình nói ủa chết thôi đi, còn bà đặt bàn tán xôn xao rùm trời cả đêm, sao ban ngày không giỏi bàn đi. Mình đột kích ở đâu, mình tấn công đường nào đó bàn cho đã đi, con đêm cho con ngủ. Còn vô đây đè tôi nói tôi nghèo cũng chết, tôi đâu có dạng đâu mà kiếm ăn với tôi. Ban đêm á, bà thường thấy nguyên một cái đen thui đè xuống á. Thì đó là lý do tại sao từ nhỏ xíu mà thù biết niệm Phật. Bởi vì cái gì nó khổ á, cái nó sanh ra bất biến là tùng quyền phải không. Cái nghe người ta nói thì mày cứ niệm Phật đi. Thì từ đó có một người nhạy mình vậy. Cho nên mỗi một đêm á, nó môi là bảo nó môi sư phụ mà niệm Phật, niệm đến hào cái miệng nó mổ biết ngủ thôi. Mà không bao giờ ngờ là mình cũng có cái tâm từ bi niệm Phật. Thì nó phải mấy vị mới làm những cái hoạt cảnh đó để cho thụ trở về con đường thiện từ nhỏ. Thì từ đó thụ mới nghiên cứu lại nhân sanh con người. Ủa cái anh đó, ảnh cũng ở xóm đó, ảnh cũng có cha mẹ, rồi ảnh cũng vì trách nghĩa ảnh cầm súng, rồi bữa nay ảnh bị bắn, rồi ảnh chốt chết ở đó, mà chết không có hết. Vậy con người chết đi đâu? Nếu chết hết thì ổng đâu có nhát cho bộ, đâu có đè cho bộ làm gì. Cái mình mới ngồi tính tới tính luôn. Vậy là mình phải có gì phải hơn ổng mới được. Chứ mình đâu có ngu đâu mà là lớn lên rồi bắt đầu cái đi lính rồi chết rồi thành má. Tầm thường quá không có được. Đó là lúc đó sư phụ là biết khinh thường ma là tầm thường rồi. Con hiểu không? Tại vì mình so sánh từ một cái ông đó mình biết lớn lên
15, 16 tuổi cầm súng bắn đùng đùng rồi ngã gạch chết thì thành con ma đi vòng vòng. Tại lúc đó đâu có làm tội gì đâu, mình xuống địa ngục lính là giữa chiến trường không có tội nha. Thì mình phải tìm cái gì cao hơn là ma, chết cũng phải cọp chết cũng để da, thì từ đó Hữu mới có cái đầu nghĩ cao siêu hơn và đồng thời biết niệm Phật là nhờ mấy ma, cho nên phải vỗ tay khen mấy ma nhãn sư phụ từ nhỏ. Thì mấy mà sau này bây giờ Hữu làm như vậy rồi mình mới hiểu cuộc đời của con phải trải qua hết, từ tâm linh cho tới đời sống đối lạnh ngoài đời, rồi cho tới tình cảm gia đình không có, rồi cho tới không có mà lại là từ đó con mới thiếu thốn tình cảm gia đình, rồi sau này con mới biết thương mọi người xung quanh. Tức là cái gì dạy thì bây giờ tại sao tụi con mấy con như là con vậy đó, phải biết là mấy đứa đệ tử nó làm sao rồi Việt Nam thua hiểu tâm lý đó. Tụi nó đang rất là khổ, khổ mà không biết cầm bút chinh với ngồi thiền trong lúc này lại khổ thêm, tại vì nó không có làm gì khác hơn được mà cứ bồn chồn nóng nảy dễ sanh bị công an bắt làm bậy. Uống nước nữa. Okay. Có một buổi chiều hồ tắm rửa xong để đi ngang cái võng, y nam mấy bà già hay nằm võng cà lắc á, thì cái hồ đi ngang cái võng của má cho hụ, thấy bà khóc bà hụ hụ, ủa sao má bữa nay khóc, bà cũng không nói gì, cái hụ cũng không muốn làm phiền, cái hụ được bước ra tới cửa kiệt lại ra biểu. Cái hụ quay đầu lại, cái má cho hụ, hụ ngồi xuống ở bên, cũng không có chú ý, chỉ lắng nghe thôi. Cái hụ cũng thuộc dạng khôn mà đâu có hỏi má sao khóc nữa chị, sợ được khi má không muốn trả lời, từ bà nói, ô anh hai mày mới đi rồi. Tức là ông anh á, đi vượt biên á, tức là đã từ giã má sư phụ khoảng cách đó 2-3 tiếng, tức là trước khi đi xuống chiếc vỏ giọt xuống cái bãi thì đi bằng xe ông đa ghé ngang nhà từ giã đồ này nọ thì bà ngồi bà khóc. Thì ngay lúc đó sư phụ ra thì ổng đã đi trước 1-2 tiếng rồi đó. Cái tự nhiên cái bà ngồi là cái giọng bà ngồi vậy, giờ con muốn đi theo anh hai con không? Ô, con đâu có biết quá, quyết định đi giờ con sao cũng được á, mà con đi thì nhà ai đâu lo, thôi kể nhà thì nhà gái không thì tự cũng sống được, nhưng mà con bây giờ là mười mấy tuổi rồi, mấy 16 tuổi là nó bắt đi quân dịch đánh Pol Pot á, đánh Miên thời đó, sáng đi là chiều về là chùm bông xô không mà. Cái bạn nghĩ là sợ sư phụ đi qua Miên mới không, tại cái sớm sư phụ là đều bắt qua Miên, một ngày xe vô á lùa bắt đi mấy một đống người á, rồi tụi nó chạy như dịch chứ. Cái cũng là nhà Miên thì bà mới sợ chứ, đúng là sư phụ rất là quan trọng trong nhà. Cái tự nhiên bà cũng khôn không, kêu một cái hàng ở gần nhảy lên xe ông đa chạy vô điểm đó, tại vì má sư phụ là biết anh sư phụ đang chạy tới điểm nào, vô bến xe sỏi lẻ lên, vừa chạy vô chiếc xe nó lăn bánh, chiếc xe này mà chở mấy người vượt biên á nó lăn bánh rồi mà lăn chậm chậm lại đông quá, thì bắt đầu mà xe nó không chạy không lợi bằng không ra, cái đồ nhảy xuống rồi cái thụ đu chứ không có chỗ ngồi nữa, nó đu phía sau là từ ở gạch sỏi chạy vô tới bắc cầu,
đấy tắt cậu có chiếc dây giọt đưa vô giường khóm. Rồi cái đêm đó hả, nằm ở trong khóm, khóm đầm nó chích mà nó dính vô người, mà mấy cái người đó rao kiểu nào cũng không có được la nghe. Tụi mày la là công an tới nó cộng đồng nó bắt hết á, bể á, tức là bể là không có vượt biên được. Vậy mà mấy người Sài Gòn công tử bột, sư phụ nó thiệt á, Sài Gòn mà xuống với tỉnh sư phụ coi giống y như là công tử bột, cái gì cũng chịu đau chịu khổ cũng không có chịu nổi, khát nước chút xíu cũng la, bị khớp đâm nhẹ cũng hét lên. Còn cái người ta đâm đầy ngồi ngồi cứ mình cứ gỡ ra đi, đâu có nhầm nhòi gì, cũng giống như tử gia mà nó cũng đau thiệt. Trong cái giường khớp mà không, tại nó trong khớp không à, rồi kêu mình vô trong đó để núp, tại vì 2 giờ khuya mới được xuống tàu, mà bỏ vô là khoảng 9-10 giờ tối là cả đá con đàn bà gì ra giường khớp nằm. Rồi nhớ vậy leo nhiều làm nhiều mà giường khớp. Còn cái 2 giờ khuya cái tàu xuống dớt lên, hãy xuống đi. Chuyện dược viên này bắt đầu là con hiểu. Thì khoảng lúc đó đi qua khỏi Phú Quốc qua đảo Hương Chu, thì bắt đầu gặp đảo. Đảo xong rồi bị cướp xong mà tàu cũng hư máy, thêm chìm. Chìm xong cái ai cũng mấy anh công tử bột Sài Gòn á, bắt đầu sợ chết á. Thì lúc gần chết á, mình mới biết thằng nào chết nhát. Thằng nào cũng khóc là hụ thanh niên không. Kêu lên tàu bị bể rồi, nó bị chóc hết mấy cái đồ chép ghe đó, thì nước nó vô. Tại vì sấm sét á, Thu nằm đó thấy mấy cái đường kẻ đó nó sáng chân nè. Ủa mình mà thấy ở trong mà mình nhìn thấy ở ngoài mà sáng, có nghĩa là nước vô được đúng không? Tại đâu nó phải tối thui mới là đúng. Hồi nhỏ là Thu nó biết khôn vậy. Mỗi lần sấm sét trồ thấy bè nó trắng tươi một cái đường dài 3-4 miếng vậy đó, nghĩa là chiếc tàu của mình không có cái gì chép nước rồi. Bởi vì nước nó vô quá trời rồi, mấy người ta tát không có kịp, mà tát chậm là nó chìm. Rồi tới mấy ông mệt quá đuối, ông ngửa cái thù, thấy không ai tát cái thù lên tát à, mà dân Sài Gòn không có chịu tát. Mình không phải chê dân Sài Gòn yếu nghe không, mà tụi nó ra nó vừa dành ăn mà nó vừa ói à, trâu ôi không có chịu có nổi giờ hẹt à, vừa đi cái chừng mấy tiếng mà nói đầy xung quanh mà chiếc tàu chặt như mắm. Tao nhỏ xíu à, nó cũng nhỏ hơn chiếc tàu mình đậu Thiên Long Sơn nữa, mà 46 người còn thương nghị. Tại cái hồi đi 46 người, có một người có bầu sắp sửa sanh, còn tháng nữa sanh, vừa sanh được một tháng thôi à. Thằng đó bữa sư phụ có đi đám cưới à, máy thì bị hư rồi, tại vì bị gãy cái lá, gãy hộp số, bể hộp số chạm được không. Cái cả đêm người lấy mấy cái can đó thủ sợ bị chìm á, là cứ nghĩ là mình ôm cái can can này can kia hay gì cả, miễn nổi là họ giành hết. Cuối cùng đâu có bao nhiêu người được cái gì đâu, còn là mấy người sợ chết giành mấy cái đồ mà để ôm dán con này nọ. Thù chẳng cầm nữa, thù cố gắng tát nước phụ vậy ta. Thì lúc đó thấy bão quá là chắc không sống nổi, mình chỉ chờ cảm nghiệm được cái độ lạnh với mà xuống nước nó như thế nào, người ngọt như thế nào thôi, chứ không có đường nào mà gọi là sống được hết. Là chỉ chờ giây phút mà để mà có sự cảm nhận thí nghiệm, nó giống như thí nghiệm. Thì lúc đó sư phụ chỉ biết là hồi ở nhà mình ngủ gần cái bụi tre, gặp mấy ông bộ đội ra, mấy ông đèm lên thì mình niệm Phật, cái mỏng mấy ông biến à, niệm Phật lợi hại lắm con, ngủ giữa trời á, niệm Phật mỗi lần bị đè niệm Phật cái là hết, niệm Phật là hết. Cái mình thôi thôi mình cứ niệm Phật đi, lỡ đâu hết bảo làm sao. Y chang tu niệm Phật quả trời luôn, y như là ngủ gần cái bụi tre mà 3-4 tuần bộ đội chôn tập thể ở ngay bụi tre. Thì sau này mẹ có kể lại, lúc đó mẹ là người cứu phụ, chứ không phải chiếc tàu là không có cách nào mà sống.
Bể hợp số, bão cấp 7, cấp 8. Tàu thì bị nước vô, con nghĩ sao không? Hai thứ đại kỵ đó là tàu bị vô nước, mà máy không có chạy được, nó còn quay, mà lỡ mà quay không đúng cái chiều sóng, nó dập một cái là xong. Còn ngay giữa lằn ranh quốc tế đó, là cái dây nó đâu có đủ xuống dưới cái đất đâu, nó sâu quá. Còn mấy chiếc tàu buông á, đốt bao nhiêu lửa bao nhiêu gì, cả hồi xưa thuộc cũng có cái quần dài lột ra cũng đốt, cái gì cũng đốt đó, mà nó không có chịu tới cứu. Có một chiếc kia nó thấy ánh lửa, nó tới, rồi nó tới gần gần cũng chừng cỡ ba bốn ngàn feet vậy, nó bỏ một giờ mà cái nó thấy cái nó chạy luôn, là không còn hy vọng. Nói chung là không còn hy vọng, cái gì mà làm được là đã làm hết. Lúc đó mẹ xuống cứu, cứu xong sáng lại là gặp hải tặc nữa. Mà chiếc tàu tự nhiên vừa cứu xong bể hộp số, mà nó hơn con cái là bể hộp số ve, rồi cái người, mấy người đó mới sửa lại, chạy được, chạy tới thôi. Thì chiếc tàu bắt đầu sửa được, nhưng mà nước vẫn bị vô. Chạy chừng vài tiếng thôi, qua tới vịnh Thái Lan là bị cướp te tua luôn. Hải tặc. Nhớ là lúc đó nó vô hả, trời khủng khiếp. Cái này kỳ quá, phụ nữ. Không biết trong này có ai từng gặp hải tặc chưa ta? Để cho tưởng tượng cái thằng hải tặc nha, con to nha. Ở đây có ai đi qua Úc chưa? Australia. Con thấy người dân thổ của Úc nó đen kiểu nào không? Đen hơn áo của ông Tổng. Thợ Thái Lan nó cũng vậy á, đi biển. Dân Úc dân thổ nó ghê lắm đúng không? Nó không phải như Mỹ đen mình đây là ô mày đen thường. Thằng này là đen chocolate, còn kia là đen dầu hát á. Có hiểu không? Nó có hai nhiều loại đen lắm. Mà mấy anh mình đây à, đen này kiểu là tóc quắn rồi ngắn rồi cũng còn có đẹp trai phải không? Tại nó sát vô da. Còn đen mà kia nó cũng quắn, nhưng mà nó cũng gần giống như mình á. Nó ớt lên Thái Lan, của miền Nam Thái Lan. Nó xăm hình Phật, nó xăm hình Phật Thích Ca ngồi thiền. À, mà thằng nào nấy ở trần, không có mặc quần gì. Nó nhảy rồi xuống đồ của nó làm cái chuyện khủng khiếp thôi, này cởi kỳ. Nhưng mà hải tặc nó thằng nào nấy xăm hình Phật trước ngực. Bởi vì 513 câu mấy con về nghe lại sư phụ mới post lên à, hình Phật trước ngực sau lưng và tâm gì đó. Ừ. Thái Lan vậy, 10 thằng ta xăm hình Phật trước ngực hết, vậy mà làm chuyện khủng khiếp. Còn riêng cái phần hồ là nhiệm vụ gì thì mấy ông lớn trên tàu mới nói kịp mày thấy mày lanh lẹ hơn mấy nhóc ở Sài Gòn xuống đường nói giờ ổi hết rồi, mày còn đi đứng trên tàu được một chút, nếu mà nó không giết mình mà nó có thả mình ra đó, mình cũng phải biết hướng mình đi, tại đó biển mênh mông nó đâu có hướng gì đâu. Mày gán leo lên trên bon tàu ở Thái Lan á, mày ăn cắt cái la bàn của mình về, tại đầu tiên thằng đó nó khôn, mấy thằng hải tặc nó khôn, nó lấy cái la bàn của mình trước, con biết không, để là cho mình không biết phương hướng đi. Ở ngoài biển mà không có la bàn là con bỏ tài á. Cái lúc đó mấy anh đó đang si mê với mấy bà già với bà già nó không tha luôn con ở dưới tàu mình gần nít con đứa thuộc thấy hình như có 12 ba tuổi mà má nó ôm dịch nó lại kiểu nào đó, thằng hải Thái Lan nó cũng cắt ra kéo đi để mà làm bậy bạ, thì nói chung nó không có thừa chừa ai hết. Cái thằng mấy còn những cái người thanh niên mình á với sư phụ đó là bị nhốt ở trước mũi của chiếc tàu của nó. Tụi nó làm bậy bạ mà không dám làm bậy bạ trên tàu nó nghe, làm bậy bạ trên tàu mình không à. Rồi cái nó
cả đống thằng đó không còn nào ở trong cabin của nó hết, còn mình nó thì nhốt ở trước mũi. Mà từ trước mũi tàu nó mà ai mà gan dám bò vô trong cabin của nó, còn thấy tàu nó bự lắm á, tàu nó bự bằng từ đây cỡ tới Rwanda vậy đó, chiếc khủng lồ mà nó 3 tầng lầu á, tàu Thái Lan. Thời đó Việt Nam mình kỹ thuật đóng tàu dở dở nó nhiều lắm. Không mấy vụ mới canh, vừa canh mà vừa ngó mà coi có thằng nào nó làm ăn xong mà nó nhảy lên nó thấy vụ bò bò vô cabin đó, chắc nó cũng đã thù dằn xuống biển liền. Mà tụi nó không có vũ khí, nó xài toàn là dao với mấy cái móc nước đá không, mà nó lụi bên thiệt đó không, đầu nhọn đó. Thì vô một mình bò vô bong tàu của nó, lên tới trên lầu 3 luôn, lục tím kiếm cái la bàn. Tại tụi nó đang si mê, nó không có để ý, mà thù nhỏ nữa. Thì thù cũng biết tính, thí dụ như nó mà có lên á, thì thù biết, thì nó cũng phải đi tắm, rồi nó cũng phải đi từ cửa sau. Thì thù cũng lòn lòn trở về chỗ cũ của mình, chỗ cũ của mình là nó nhốt mình ở trước mũi. Vậy mà tìm không ra cái la bàn, xong mới nói với mấy bác, tụi con tìm hết rồi, không gặp cái la, không thấy cái la bàn. Thù có chui vô một lần. Sau đó thì cái nó là ai cũng muốn chết à. Nó không có thả đâu. Ví dụ như một thằng nó xong, cái nó gọi CP á, nó kêu thằng khác tới. Cái hết chiếc đó xong một ngàn đêm, cái thằng đó nó giống như mình con mồi vậy đó. Xong rồi nó trước khi nó hạ hơi đi, cái nó gọi CP chiếc khác tới. Mà ba gần 7 ngày 7 đêm biết bao nhiêu chiếc tới. Cái là thằng này xong nữa rồi chiếc cái nó tiếp tục vậy. Rồi đến chiếc cuối cùng rồi là mấy bà phụ nữ tính dục xuống biển hết, thảo vai còn sống ổng. Là coi như là cái xác không hồn mình. Cái nó thấy không được, cái nó bắt đầu đụng với chim á. Không, cái chiếc cuối cùng á, nó không có gọi bạn nó tới nữa, là đã 7 ngày 7 đêm bị như vậy rồi. Thì cũng biết bao lâu rồi. Đâu đầu nó sắm tới nghe. Nó cho mình ăn huệ cuối cùng, nó nói, ô tụi mày cũng là sắp đi chầu Diêm Vương hết rồi. Nó cho mày đi lẹ. Nó để chiếc tàu nhỏ của mình lắc lắc vậy nè. Đâu có chạy đâu được. Là từ ở xa nó nhắm hết ra. Tàu nó lớn mà máy nó mà hai máy mạnh lắm, máy gì biết mà khủng khiếp. Nó chạy một cái là sóng ào lên, là nó sóng cho chìm á, chìm trong ngọt á, mà nó canh ngay giữa cho nó không có canh cái mũi hay cái đuôi gì chứ. Nó canh ngay giữa để nó sóng ngang cho đứt ngang vậy đó. Mỗi lần nó sóng một cái, tự nhiên giống như có cái bàn tay của ai vậy đó đưa chiếc tàu ra xa. Thì chiếc tàu ra xa thì cái chấn nó chạy lẹ quá, thì giống như cái lá vậy đó. Rồi bắt đầu chiếc tàu bị nước vô cái nửa tàu, cái bên này quảng hùng tát ra. Thì cái chấn của nó chạy cũng rất là mạnh, thì nó chạy cũng hút xong cái bắt đầu nó quay đầu lại chạy tới chừng 1-2 ngàn feet vậy đó. Nó quay đầu là 3 ngàn feet vậy đó. Nó quay đầu lại, cái nó khói đen xịt lên ngủ hết ra sắn tiếng. Lần thứ nhì nó sắn là chết cha rồi. Lần đầu nó sắn mình không là xém chết, thì lần thứ nhì là không có cách nào là thoát khỏi tử thần. Rồi lần thứ nhì nó sắn cho tàu vô mà cũng y chang, gần tới cái tự nhiên, gần tới đó nghe, cũng như từ đây tới cửa của mình vậy đó. Là như có bàn tay nào đưa chiếc tàu phụ xa ra sắm hụt. Chiếc tàu không có máy, nó đập bể nát cái máy của tàu vũ trụ rồi, thì làm sao mà nhúc nhích được. Cũng giống như là con cá chết rồi đó. Vậy mà nó thằng nãy lái dở thiệt, đại công 2 lần sắm hụt và nó cũng nóng máu nữa. Không đó, mình tưởng đâu là mình bỏ đi luôn, nhưng mà nó quầy tới quầy lui là cũng cỡ 20-30 phút. Một lần sắn đi là 15-20 phút,
quay ngược lại nghe là cũng 15-20 phút đúng không, là cũng cả nửa tiếng này mà hai lần là hụt rồi. Cái này cũng chạy hút, bắt đầu quay, nó quay đầu lại chết cha, thấy nó quay đầu lại là lần thứ ba là chắc mình xong rồi, nhức bát tam rồi đó. Xịt khói đen lên nữa, làm cái nữa, rồi cái cuối cùng nó làm rồi nữa, thắng cái nữa cũng y chang. Có một cái bàn tay nào đưa chiếc tàu cho phụ giặt ra, cũng nước vô, nó tại sóng nó mạnh quá, tàu mình nhỏ quá, nó lắc. Thì xong lần này đi luôn. Rồi thấy nó đi luôn mà thấy cái làn khói của nó từ từ nhỏ nhỏ đó, là mình mới biết là nó không quay lại là mừng. Mừng được cái đó, nhưng mà làm sao mà sống. Tàu rồi máy thì hư, nước thì vô, đàn ông thì buồn rầu tại vì vô dụng rồi. Không có máy, không có nổ, thì không có dầm, không có gì hết, làm sao rồi đi. Còn phụ nữ thì nằm khóc hên la thét, đau đớn quá trời luôn, máu đổ tùm lum ở trong bon tàu, tát nước ra khỏi tàu là máu chung với cái nước mình tát ra hồng hồng, không biết máu đâu ra. Thì ở đó thêm chừng như ta 4 tiếng đồng hồ, khoảng 4-5 tiếng cứ ngồi buồn, nghe tiếng mấy bà dưới tàu thì khóc, đàn ông ngồi trên thì người nhịn hướng, người người nào tát nước người tát. Tự nhiên thấy xa xa có một chiếc tàu Thái An nữa, nó xịt khó chạy tới mình. Tại ban ngày để nhìn thấy đó, ban ngày nó chạy tới, chạy tới mình tưởng nó bị cướp nữa, kệ bà, mày cướp mày làm giờ coi như là không còn gì để sợ nữa. Khi con người đã tận cùng cái sợ rồi, hết sợ con biết không? Nó tới cũng chào đón, tới nó ngọt nó ngó, nó xuống tàu, nó xuống tàu nhỏ, rồi cái nó thấy bị tùm lum á, thì cái thằng tài công lên tàu nó, không biết nó suy nghĩ gì không biết, cái nó lấy cái nón, cái nó thảy xuống với tàu mình, để làm chi con biết không? Chúng tay. Nó tưởng đâu là nó không cướp, nó thấy cũng quá trời thê thảm rồi, 7 ngày 7 đêm mà nó lột sạch hết trơn, là cả chục lần cướp mấy, đâu còn gì để mà cướp nữa. Thì lúc đó thấy cái nón xuống thì gom tới gom lui còn khỉ gì đâu, cũng còn chút mấy chiếc nhẫn nhỏ nhỏ không biết người ta giấu đâu, thì gom lại chút. Rồi cũng may cái thằng chủ, thằng tài công á, nó nói tiếng Tiều, thì tàu sư phụ cũng có người biết nói tiếng Tiều, thì sử dụng qua lại một tiếng Tiều. Cái nó mới nói là nó sẽ dầm chiếc tàu sư phụ vô bờ, nhưng mà nó không có dám vô gần bờ, nó chỉ bỏ gần bờ thôi. Tại vô gần bờ thì cảnh sát Thái bắt nó, thì nó dầm từ đó, nó dầm thêm 6-7 tiếng ấy, là bắt đầu thấy bờ rồi không? Mà khi mà biển còn ở lâu ngày quá, mà con thấy cái bờ mà chút là trôi, ai cũng mừng húm. Cái bờ xanh xanh chút, nó không phải màu xanh nữa, chỉ thấy một cái lằn đen đen thôi, là ai cũng mừng hết trơn. Ôi sống rồi. Vậy mà nó kéo, từ đó phải tiếp, nó kéo thêm 4 tiếng nữa, thì bắt đầu mới thấy cây màu xanh. Thấy cái bờ gì mà kẹp lâu thì không biết đi nước ngược hay gì nữa. Ở đâu kéo vô, rồi gần tới cây dừa, thì khoảng còn từ đây tới ngoài phi quê vậy đó, thì nó bỏ đi, nó không dám đưa vô tới sát bờ, sợ cảnh sát của đất liền. Thì cũng nhờ gió với lấy cái miếng bè tuốt ở trên đó, cứ cầu quẹt cũng được 2-3 tiếng đó, mới vô, mà nó có mấy trăm feet thôi, mà mình bơi cũng mấy tiếng đó. Vừa vô, mấy con có coi phim Blue Lagoon hay là phim Tạc Răng không? Ôi, lần đầu tiên thì vừa vô cái đảo, nó là cái đảo chứ không phải đất liền nha. Nó mặt sờ rong, nó đen thui, người dân làng đó, nó chạy ra mình thấy hoảng hồn luôn á. Mà người Thái á, họ hay có lấy phấn, họ chét mặt luôn. Họ cắn tôi, nó y như là người mỗi vậy đó, chét vậy nè.
vừa đen mà trắng, con nít cũng chết, con gái cũng chết, ai cũng chết hết. Nó làm gì không biết chắc đó làm chi ta, nghĩ mày đen thui còn chết ấm nữa. Thì cái dấu tay nó chết mình thấy gì đó. Còn vô đó, vô đó thì ở đó cũng gần cả tháng mấy, mà vô đó nó đâu có liên lạc cảnh sát được, tại nó là đại đảo nhỏ. Mà mình ở ngay chỗ đó là cái bến bến tàu của chiếc ghe xịp của nó đó, như cái sàn này vậy nè, mà dưới nó hỏng vậy lắm, gió cũng không có mền vậy, chỉ cho mình mấy cái thùng với mấy cạc tông để đắp thôi. Rồi ban đêm á thì đàn ông phải ngủ vòng vòng ngoài này, cái sàn nó cũng bự cỡ này nè, rồi phụ nữ thì ngủ trong. Vậy mà ban đêm hai ba thằng đàn ông Thái của làng đó đạp lên bụng, đạp lên mình sư phụ với anh sư phụ với mấy người vô, nó lôi một hai đứa con gái ra khóc cả hụ hụ, đảo ai đứng lên là nó đâm lại, nó cầm dao mà nó lôi đầu không biết bà bốn tiếng trả về, cũng may nó không giết. Mà đêm nào cũng bị vậy, đàn ông ngủ ngoài coi cũng như không à. À, nó đạp lên đầu, đạp lưng nó lôi đi. Trời ơi, còn có nhiều bà úp mặt xuống hả? Càng úp mặt xuống dưới cái sàn để giấu cái mặt hả? Nó càng lật cái mặt lên, nó lôi nữa. À, bị vậy đó. Thì tới ngày mà lúc đó thì hiện như nó đâu có cho mình ăn cơm đâu, cho mình ăn cháo đâu. Đồ nhớ này chỉ kể những cái chi tiết chính thôi, không có vô chi tiết nhỏ nhỏ. Đồ nhớ tàu được 46 người, mỗi ngày cho cái chảo vậy đó, chảo mình nấu cơm, mà mình không có không đủ gạo, nấu cháo. Nấu cháo thì mỗi người được ăn hết chén. Mà anh sư phụ ở Việt Nam thì cũng là quanh liệt liệt, mà mình để anh mình đi xếp hàng lấy cháo thì không được. Thì sư phụ kêu ông ở đó với em sư phụ thì thôi khỏi nói, nói chút bẻo 7-8 tuổi mà với bà chị dâu. Thì mình sư phụ đi lo cho ông anh với anh em với bà chị dâu, đó là gia đình thù đi vậy. Thì mỗi ngày lãnh đoạn thì sư phụ là người đi. Thì mấy ông nội Việt Nam của mình cũng là dân Sài Gòn nha, mấy con tử bộ. Cái gì mà ảnh cũng mấy nó học thức hơn chứ, hụ rất là cao. Tại hụ dốt đâu có học để làm ruộng mà. Nhưng hụ anh hùng lắm, sắp hàng là sắp hàng. Còn mà ảnh là cắt ngang không à, chen dữ lắm không à, là tức là mấy nó không có trật tự trong lúc đó. Hụ thấy như vậy thì mình nhỏ thì bị mấy ổng đạp ra thì mình không kể hết lai thì mình đi sau lưng. Vậy mà đến lúc mà sư phụ tới khi phụ đưa cái tô vô cũng giành giật xô xô, đến lúc mà cái cháo đổ lên tay hiện giờ còn thẹo nè, tô nó cháy mà nó phồng lên, mà ở chai tiên nạn không có một miếng cái gì mà băng luôn. Mỗi một ngày nó đau nhất mà sư phụ phải lấy cái tay bóc mấy con dòi gà mà tay này nè, hiện giờ nè, mấy con lên coi còn thẹo còn đen ấy. À, dồi mà mỗi ngày cái ngồi chơi mất gan con vài thòn, không có y tá, không có gì hết á. Còn cái gân á, gân xanh nó nổi lên vậy đó, mỗi lần tắm là đồ dơ tay lên. Cho tới khi mà tị nạn Liên Hợp Quốc nó từ ở Bangkok nó xuống, nó rước vô trại tị nạn, thì lúc đó bắt đầu mới có y tế, mới có nhà thương. À, nó đau cực kỳ, mà ở ngoài đó là 3 tháng trời chịu đau từ lúc mà bị cháo phỏng. Rồi mấy bà phụ nữ mà bị tê thưa tê tả ba lá cành vô gặp bà bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt Ánh là cũng ở San Jose, với ông cha Châu là cũng là cái nhà chùa của Đức Mẹ ở đường Mission với 101 á. Tại vì qua đây tình cờ thì phụ mới biết là họ là người cũng ở vùng này. Thì ở bên chạy tị nạn thì phụ quen với ông cha Châu đó rồi. Rồi bà bác sĩ bà cũng có tâm lắm, thương người Việt. Tại bà qua Mỹ 75, không biết bây giờ bà còn sống không. Bây giờ bà bắt hết phụ nữ Việt Nam,
dữ không? Sau này mình mới biết phá thai là có tội không? Nhưng mà sau này sư phụ nhiều lúc cũng rất là cần phiêu mình, giờ mình hai cõi, không biết bà bác sĩ có tội không? Hôm nay nếu mà bác sĩ có tội thì thôi Thái tử xin dùm bà phá thai hết. Không biết có chừa ai không mà sao? Nếu mà không phá, con biết hiện bây giờ á, những cái thằng mà tuổi tuổi gần sư phụ mà lại đang đen á, con coi chừng nó lại hai. Vô là bắt lên hết, khám là ai cũng bị hết, ai cũng dính bầu hết, từ nhỏ tới lớn không ai không dính bầu hết. Nhờ bả, nhờ bả lại. Sau này sư phụ bà, ôi cái tên bác sĩ ở đây ở đường Santa Clara mình là đường số 13. Rồi sau này tôi biết ông cha cho ổng là ở bên nhà thờ này. Mà tội nghiệp cha cho lắm, như ai mà có thân nhân ở Mỹ á mà gửi tiền qua bển thì gửi cho vô về địa chỉ của ổng ở Bangkok. Ấy gửi để chở chạy Sông La, sư phụ Sông La là miền Nam. Miền Nam của Thái. Thì ổng lãnh dùm rồi ổng đem tiền vô, ổng đưa lại, tại ổng là cha ổng, ổng chứ bây giờ đâu có địa chỉ đâu, gửi đâu. Thì ổng vô, ổng phát dùm. Thì cái cách thức là vậy, tức là ổng đứng ông đại diện, ổng lãnh dùm. Ví dụ như con có anh, có ba, có má, thì gửi qua ổng. Vậy mà có một bữa ổng đem tiền vô, mấy thằng Thái nó biết. Mấy canh dọc đường nó bính ổng, gãy cái chân nó con, nó cướp. Còn ổng bị tật, cả trại cũng khóc đó. Tới cái ngày ông chết ông bị tật, ông bị cướp á, bị mấy thằng Thái nó cướp tiền. Thì thường nhớ ông cha là ông cha Chô. Mà nhà, mà ở trên trại đi nạn là thù đã không có quần áo rồi. Mà vô cái trại Sông La thì dĩ nhiên đâu có đâu. Vô cái trại nhỏ xíu mà 10.000 người. Thời đó đi nạn đông, không có chỗ ngủ. Thì mỗi một người ngủ sư phụ thì ngủ ở dưới bụi bãi cát cái gì á, mọi người ngủ bãi cát, rồi chờ người nào đi á thì dành cái chỗ ở trong đó là chạy lính, nhưng mà ngủ cũng không có ngủ đàng hoàng nữa, ngủ như là cá mòi vậy, con không có thể lăn lưng được. Mọi người chừng ba feet ba feet thì có một cái quần, mỗi ngày thì phải canh tắm không sáng sớm rồi gắn tắm xuống biển chơi tắm rồi xối nước ngọt là nó có mấy cái giếng là phải canh cho tới chiều nó khô, mà bữa nào mà trời mưa ui á mà tắm trễ là thôi xong, mặc cái quần ướt nhẹp đi ngủ luôn. Rồi đến lúc mà ông cha cho thì ông nuôi một đống mấy đứa nít mồ côi, cha mẹ bị giết á thì cũng có mấy chục đứa trong đó, thì cũng chơi chung được đó, rồi cũng có bạn mấy đứa. Rồi cái thường mấy đứa mồ côi vô là ở 6 tháng tới 5 là nó được đi tại bông xoa chùa. Còn chùa ở tới gần 5.5 thì phụ chuyển qua sông qua Thái Lan nữa, qua bên Nam Dương. Thì mấy thằng đó nó đi nó thảy quần áo lại cho mình. Đến xưa lúc xuống phi trường ốc lăng đây nè, Boeing 747 đáp xuống. có thằng ăn mày mang đôi dép vô tới Mỹ. Mà thời đó là tài sản quý giá nhất của những người tị nạn đó là cái son cái chảo. Trời lên mấy cabin nó kêu rỗn rãng rỗn rãng, mỗi lần máy bay nó lắc là nghe tiếng son chảo nó kêu, không ai có qua ly hết trơn á. Tị nạn với cái vỏ sách mà của Liên Hợp Quốc nó cho màu trắng. Chú nhớ vậy đó, thường mang đôi dép xuống phi trường. Mà cũng không có được vô cái cổng của người ta giống như bây giờ, giống như mình đi vô không. Tại vì nó cho mình đi cửa hậu á, nguyên chiếc máy bay vậy đó. Chú nhớ xuống ốc lên, từ đó đặt chân xuống Mỹ. Tức là người tị nạn không có visa. Người Việt Nam mình là người đầu tiên trên thế giới vô nước Mỹ mà không cần visa. Đó là vậy thiệt.
mà người ta nói không có visa thì ông nghĩ được ở người Việt Nam tao vậy đó, chịu chơi đó, Mỹ nó thương lắm, không cần visa mà vô được Mỹ, chẳng những còn mang dép vô nữa chứ. Kể mấy chuyện cũ lâu lâu kể cho mấy con nghe, tại vì mình thấy bữa nay mình sung sướng không, mình thấy đóng bánh tét, nhìn nước Việt Nam mà sửa đói, lại phụ có một chút cảm xúc với nãy ca cái bài chuyện một đêm khuya với chập nhất lại kể đầu xuân mình phải vui không, mình không kể chuyện buồn nhưng mà nó có những kỷ niệm mà suốt đời đến ngày mình chôn xuống mồ chung với mình luôn á, không bao giờ quên đâu. Không chuyện gần đây tôi còn quên chuyện xưa mấy bữa